Bùng Binh Thủy Tạ, một trong những khu vực có lưu lượng phương tiện giao thông qua lại đông đúc ở thành phố Đà Lạt. Trong thời gian gần đây, đoạn đường này đang được công ty cấp thoát nước Lâm Đồng thi công hệ thống thoát nước thải cho toàn thành phố, đã gây nhiều trở ngại cho người đi lại. Tại khu vực này, ông Dương Văn Phúc, phường 10, thành phố Đà Lạt đã gặp tai nạn vào chiều ngày 21 tháng 6, khiến ông phải nhập viện với 5 mũi khâu và nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Sau khi xảy ra tai nạn, đoạn đường này đã được đơn vị thi công rải cát, bồi lấp lại. Tôi lúc đó tôi chạy 2 giờ bộ, tôi thấy cái mương không kịp tránh, rồi tôi bắt mà tôi bị tay. Chú có thường đi đoạn đường đó không ạ? Thoạn đường đi thường xuyên đi, mà bữa bất ngờ coi như đào cái đó là coi như là tôi không có kịp, mà tôi đi về quê, đi chơi về quê, rồi tôi tưởng là bình thường, nhưng cuối cùng là đào đường tôi bị té bất tỉnh. Tai nạn cũng xảy ra tại những đoạn khác trên cung đường Bà Triệu, phường 4, thành phố Đà Lạt. Do không quen đường, không kịp phản ứng khi gặp những cái bẫy này, đã khiến nhiều người khi lưu thông trên đoạn đường này gặp những vụ ngã xe nguy hiểm. 2-3 giờ đó, là ngày 21 tháng 6, thì có một xe Honda chở hai người đi qua chỗ trúng chỗ cái này, gặp bình đó, thì một người té xuống, té cái đầu gối. Thì chúng tôi ở đây là thường xuyên ghi nhận đến giờ là không biết bao nhiêu cuộc, nhưng mà hai cuộc xe mà rớt người xuống rồi. Thì chúng tôi đề nghị là dân ở đây đề nghị bên thi công người ta làm sao khi xong rồi làm lại nó hoàn chỉnh để bớt tai nạn giao thông. Cũng tại dốc Bà Triệu, đoạn đường này tuy đã được bồi lấp nhưng vẫn không đảm bảo chất lượng. Nhựa đường lún xuống gồ ghề khiến nguy cơ tai nạn giao thông dễ xảy ra. Và nguy hiểm hơn khi khúc đường này lại ở trước một trường tiểu học. Cái đoạn này, đường này là nếu mà trước đây thì cái lượng học sinh mà khi về hoặc là khi tới trường học thì cơ bản là yên ổn. Nhưng mà từ ngày mà làm cái đường này mà chưa có trả lại mặt bằng thì cái sự mà đi lại của học sinh nó có nhiều cái khó khăn hơn. Trước khi mà vào năm học mới thì tôi đề nghị là cái cơ quan chủ quản là làm hoàn chỉnh trả lại cái mặt bằng của con đường này là giống như trước, càng sớm càng tốt. Đây chỉ là hai trong những tuyến đường đang được thi công hệ thống thoát nước tại thành phố Đà Lạt. Người dân sống tại những đoạn đường này cũng như những người tham gia giao thông đều chờ mong một cách giải quyết triệt để và nhanh chóng từ các ngành chức năng. Ngoài ra cũng cần một sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành để tránh tình trạng làm đường xong lại cắt đường và bồi lấp, không đảm bảo chất lượng, tạo ra những cái bẫy giao thông hết sức nguy hiểm cho người lưu thông. Điều khẳng định nguyên nhân gây ngộ độc là do nhiễm khuẩn phần nhân bánh mì thập cẩm được cơ sở bán bánh mì chế biến.